chào các bạn. Thấm thoát thì một năm đã trôi qua và chúng ta hiện tại đang bắt đầu một mùa bò canh cứng mới các bạn ơi. Hôm nay mình đi lấy thức ăn cho ấu trùng bò sừng trúc. Tiện thể ở đây gặp có mấy cây kiểu giống như cây phượng mà không phải cây phượng. Cây này là cây gì á? À, cái trái của nó như là trái đậu vậy đó. Mình sẽ đi vòng vòng đây xem có gì không. Một con cánh cam xanh các bạn ạ, khá là đẹp, nằm ngay ở trên cái nhánh cây phượng đó. Ý lộn, không phải cây phượng, cây này là cây gì, cây đầu cây gì. Ui. Bay mất tiêu rồi. Bay qua đây nè các bạn, biết rồi. Đâu rồi? À kìa. Thấy không? Ở trên nhánh này các bạn. Ba thấy chưa? Giờ làm sao để bắt xuống nhỉ? Kiếm thêm con nữa về cho nó đẻ. Mấy con cánh cam hay mấy con bò hoa khi thả ra nó bay ghê lắm các bạn ơi, khá là mệt. Giờ mình sẽ cho nó vô. Vô đó, thích bay đi, bay đi. Ở đây thì lại có xác một con rầy các bạn ạ, nhìn khá là đẹp. Con này bự thiệt, đẹp bá luôn. Nhìn khá là hay con này. Size khá to. Này chắc phải size 4 ạ. Tụi này thì phá hoại kia nha các bạn. Mình không nên nuôi và sinh sản loài này. Để không là các bác nông dân ý kiến ý còi dữ lắm ạ. Trên nhánh cây kia lại có một con nữa các bạn ơi. Không biết là có thấy được không? Thấy được không?